xin chào các bạn. Đây là một cái yếm bẩn xe gắn cho xe tấm ống tấm sáng. Đây là yếm mới đẹp lan can xà beng, chuẩn bị đóng hàng gửi đi Nha Trang cho khách nha. Đây lan can mới tinh, mới như cái đít ngọc trinh luôn. Đây đẹp hơn. Bẩn này thì không cần phải nói nhiều, đóng hàng thôi chứ không cần nói nhiều. Đây phương thức mua hàng của bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha. Ok, đây là cái bẩn khách đã chuyển tiền đủ, giờ mình giao hàng. Ok, xong, giao hàng.